Ngày 7 tháng 5 tới thì nước Anh sẽ tiến hành bầu cử. Nghị trường xôn xao đã ép cho giá đồng bảng Anh xuống thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm so với đồng đô la do dữ kiện ngành công nghiệp không đạt như dự báo. Tuy nhiên một nguyên nhân lớn hơn, đồng bảng Anh đang chịu áp lực tăng giá do chi phí chống biểu tình gia tăng trước thềm bầu cử tại Anh. Nhìn chung các chuyên gia đánh giá không có đảng nào đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây là điều khiến các nhà đầu tư lo lắng. Thị trường đang bắt đầu lo lắng về cuộc bầu cử sắp tới, nhưng như mọi lần, phải mất một thời gian thì tác động này mới thể hiện rõ, như hội trưng cầu dân ý Scotland vào tháng 9 năm ngoái. Các nhà đầu tư hiện đang đặt cược vào khả năng giá bản Anh sẽ còn giảm khi thị trường tăng mua vào nhóm bảo hiểm. Chúng tôi cho rằng áp lực này sẽ còn tiếp tục bởi vì có vẻ như cuộc bầu cử lần này sẽ khá căng thẳng. Rất khó để dự đoán đảng nào sẽ thắng thế, giữa lúc đảng dân tộc Scotland và đảng chống EU UKIP đều đang thu hút được sự ủng hộ của người dân mặt khác vẫn tồn tại rủi ro anh rời khỏi eu trong vài năm tới theo như một lời hứa về cuộc trưng cầu dân ý nếu như đảng bảo thủ giành chiến thắng